Xin chào tất cả anh em đam mê tennis. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở trong chương trình hướng dẫn tennis trên kênh YouTube iTennis Việt Nam. Thì không biết là anh em là đam mê tennis thế nào, như tôi thì đam mê tennis hơn cả mê gái luôn cơ. Của chúng ta hôm nay là tôi sẽ nói về cái bí quyết để mà chúng ta có thể phát được tất cả các kiểu bóng, serve ấy, có thể giao được tất cả các kiểu giao bóng mà nó không cần phải cầu kỳ phức tạp. Tại sao chúng ta lại phải biết nhiều kiểu giao bóng như thế? Cái này nó phụ thuộc vào chiến thuật nhé. Người giao bóng hay không phải là cứ giao mạnh mà ăn đâu, mà nó còn phụ thuộc vào cái chiến thuật. Ví dụ chúng ta mà biết nhiều kiểu giao bóng ấy, thì chúng ta sẽ, đối phương nó khó bắt bài chúng ta có thể biến đổi liên tục, đúng không? Có thể là chúng ta sẽ giao bóng một bằng một quả slide. Thường thường là mọi người sẽ giao bóng một là bằng quả flat mạnh yêu thích, đúng không? Nhưng mà đối thủ nó cũng sẽ một hai quả, gặp cao thủ nó sẽ bắt bài, thì mình có thể tung ra một quả đầu tiên nó lại không phải là flat mà lại quả slide hoặc quả kick hoặc là cái top spin chẳng hạn. Đấy, thì nó là vấn đề ở đây, nó là chiến thuật. Về mặt chiến thuật, người giao bóng hay chưa chắc, tức là giao bóng mạnh chưa chắc đã là hay, mà người giao mạnh chuẩn mà lại thuộc nhiều kiểu giao thì nó mới lại là hay. Vậy thì cái bí quyết ở đây nó là cái gì? Thực ra giao bóng tất cả các kiểu nó lại chỉ là một kiểu mà thôi, không có gì cao siêu cả. Như thế này, đây tôi sẽ có một cái mô hình ví dụ như này để anh em sẽ thấy rõ luôn này. Giả sử tôi có một cái quả bóng này để mô phỏng cho quả bóng tennis. Đấy. Bây giờ giả sử như tôi phát flat, đây tôi có cái cây viết này, cái viên như này. Thôi để tôi nói trước về cái quả phát top spin trước, sau đó tôi sẽ nói về quả flat sau cho dễ hiểu. Thì trên này nó sẽ từ trước đến nay thì chúng ta vẫn lấy theo cái quy tắc là mặt đồng hồ, đúng không? Bây giờ nó sẽ là điểm này, giả sử đây là cái mặt của cái đồng hồ, ở giữa này là điểm tâm của đồng hồ, giả sử đây nó sẽ là điểm số giờ, đúng không? Đấy. Khi phát top spin chẳng qua hay slide hay là flat, chẳng qua là chúng ta cái điểm tiếp xúc của vợt ở trên bóng nó vào đâu mà thôi. Giả sử chúng ta vào 6 giờ. Đây, 6 giờ nhé. Nhìn này, anh em, cái này là một số người cũng không hiểu tại sao mà vợt lại tiếp xúc được 6 giờ đâu. Đây, khi chúng ta phát này, cái mặt vợt chúng ta, đầu vợt chúng ta hướng ở đây. Đấy, có thấy quay không? Quánh vào 6 giờ. Đấy, đây nó là top phát top spin. Top spin là gì? Là xoáy lên. Nó chẳng qua nó cũng chỉ là cái quả đoa top spin. Nếu chúng ta hạ nó xuống thấp này chúng ta đoa thì nó là đoa top spin. Đấy, nó không có gì cao siêu đây cả, đúng không? Khi chúng ta tung ra trên cao này, chúng ta thế này, đánh vào 6 giờ, điểm 6 giờ thì nó là top spin. Đấy là top spin nhá, là chúng ta tiếp vào 6 giờ. Đấy. Bây giờ trên này nó sẽ 7 giờ. Bây giờ là đây, điểm này 6 giờ này. 6 giờ này, nhìn đây nhá. Đấy, nó sẽ giống như đồng hồ, đúng không? Bây giờ là 7 giờ, giả sử đây là 7 giờ. Bây giờ tôi sẽ đánh vào cái điểm 7 giờ, vật tiếp xúc vào điểm 7 giờ. Xem nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, giống làm thí nghiệm quá. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đánh đấy, 7 giờ, đấy. 7 giờ này. Làm lại này. Tác dụng thêm một lực nữa. Tí lực này. Đấy. Mạnh này. Rồi. Đấy. Thế anh em có thấy là khi tôi đánh vào cái điểm 7 giờ, vật tiếp xúc 7 giờ thì quả bóng nó vừa bị xoáy lên này mà nó vừa lại bị chạy sang bên này không? Đấy. Nó vừa bị chạy ngang. Đó là cái kiểu phát bóng gì? Đó chính là phát bóng kick serve. Đấy. Không có gì là khó khăn ở đây mà khó hiểu ở đây cả. Nó vừa xoáy lại vừa chạy sang ngang như này thì gọi là kick serve. Rồi. Bây giờ slide sao? Slide. Bây giờ tôi lại tác dụng vật, chúng ta lại tiếp xúc vào cái điểm 3 giờ. Đây 3 giờ đây. Đây 6, đây 3 đi nha, 3 đây. Đấy. Bây giờ 3 giờ tôi không để thế này nữa mà bây giờ tôi sẽ quay sang bên này. Tôi làm 3 giờ thế này cho dễ nhìn nhé. Bây giờ tôi giả sử bây giờ nó là 3 giờ đây. 9 giờ đây. Đúng không? 6 giờ đây, 12 giờ đây.
Thế bây giờ tôi đánh vào điểm 3 giờ này. Nó như này đúng không? Đấy, thì nó lại quay như này. Đây nó là slide. Đây nó lại là slide. Đây là slide. Đấy. Bản chất nó rất là đơn giản. Còn bây giờ đến flat này. Flat nó là gì? Flat nó là thẳng đúng không? Giả sử đây là tâm đồng hồ, kim đồng hồ ở đây, 3 kim ở đây, 3 kim chấm 1. Trên này là điểm 12 giờ. 12 giờ. Nếu như bây giờ mà tôi mà định nó lại theo quy tắc mặt đồng hồ mà quánh vào cái điểm 12 giờ như này thì quả bóng nó sẽ cắm xuống mất. Ừ. Nó sẽ cắm thẳng xuống sân mất, rút lưới đúng không? Thực chất ấy là nó không phải là đánh vào giữa tâm kim đồng hồ mà cũng không phải đánh vào điểm 12 giờ, mà bây giờ chúng ta sẽ chia điểm giữa của 12 giờ và kim đồng hồ ra. Mà chúng ta đập thẳng vào thập thẳng xuyên tâm. À, bây giờ tôi quay cái này. Giả sử đây tôi quả bóng tôi xuyên tâm bóng đây. Đập đúng như thế này luôn. Nó đúng như thế này, lúc tiếp xúc bóng vợt nó sẽ như này. Phập phát như này. Đấy. Đây nó sẽ là quả flat. Flat. Đấy. Vậy là vừa rồi thì chỉ bằng cái quả bóng tôi chỉ ra các điểm tiếp xúc là anh em đã hiểu hết là các kiểu giao bóng, nguồn gốc của nó xuất xứ như nào. Thì bản chất của nó chính là một kiểu giao bóng mà ra thôi. Bây giờ cái bí quyết cách tập cho anh em là anh em chỉ cần tập một kiểu. Và sau đó chúng ta sẽ thay đổi cái mặt tiếp xúc của vợt. Nó sẽ tạo thành các kiểu phát bóng khác nhau. Các kiểu phát bóng khác nhau. Và nhớ các điểm ở trên tôi vừa nói đấy, thì anh em sẽ phát được tất cả một bốn kiểu rất là dễ dàng. Có thể tập quả flat trước cũng được. Tập quả flat trước dễ cũng được. Thực ra thì có câu quả flat thì nó cũng dễ tập. Nhưng mà mọi người không tập, bởi vì cái xác suất cái quả flat này nó rất là thấp. Nên mọi người là muốn là thi đấu là thường là cứ ăn ngay đúng không? Nên là chọn cái phương án là chúng ta cứ chém hoặc kích thế này để cho nó dễ vào sân. Nhưng mà cái gì mà mình dễ làm thì là đối thủ nó cũng dễ bắt bài. Thì cách tốt nhất của chúng ta là mọi người cũng khuyên anh em là ít nhất là chúng ta cũng nên thuộc lấy hai kiểu, ít nhất là hai kiểu giao bóng để mà chúng ta biến hóa trận đấu. Cũng có thể nghĩ theo cái cách thông thường đó là bóng 1 mạnh, bóng 2 nhẹ thì chọn phương án là bóng nó có tí xoáy là an toàn. Đúng không? Cứ xoáy là an toàn mà. Khi bóng xoáy thì nó sẽ có cả cái bầu trời để bóng nó lộn lên. Nhưng flat thì nó lại bị hạn chế bởi cái tầm lưới, nó tuân theo quy tắc của hình tam giác vuông, cạnh huyền hình tam giác vuông. Ở hôm nào tôi sẽ nói cụ thể về quả flat sau từng kiểu soát bóng sau. Ở trên vừa rồi là tôi đã nói về nguyên lý. Bản chất của các kiểu phát bóng nó chẳng qua chỉ là một. Nó khác nhau ở chỗ là chúng ta tiếp xúc vào các điểm bóng khác nhau mà thôi, nó sinh ra. Phải hiểu rõ bản chất như thế. Nhiều khi chúng ta trừu tượng quá nó lại thành khó. Bây giờ cách tập là như thế nào? Cách tập như thế nào? Tôi sẽ chuyển qua thực hành với bóng để cho anh em hiểu rõ nha. Rồi. Trên đây là tôi vừa nói về cái nguyên lý để mà tập tất cả các kiểu phát bóng khác nhau. Bây giờ tôi sẽ nói về cái phần cách thực hành, làm sao cho nó đơn giản và gọn nhẹ. Khi chúng ta thực hành thì anh em đừng có chú ý đến cái thành quả nhiều, mà chúng ta hãy quan trọng là tạo được cái form tay trước, cái cảm giác của form tay trước, đúng không? Khuyên các bạn là mới tập thì chúng ta nên cũng không cần phải cầm dài vợt đâu, chúng ta cầm ngắn cho nó nhẹ, cho nó đỡ mệt, đỡ mỏi, cầm ngắn lại. Sau đó thì dần dần chúng ta giỏi rồi thì chúng ta làm thế nào cũng được. Cách tập phát flat như sau là chúng ta để gầm này. Đấy, lúc nãy là tôi nói về cái điểm tiếp xúc rồi. Chúng ta tung bóng lên này. Chúng ta tung bóng lên này. Và chúng ta đập này, nhẹ nhàng này, chúng ta đập đúng vào cái điểm đấy. Làm sao cho bóng vợt nó đi ăn thẳng vào quả bóng. Ăn thẳng vào quả bóng luôn. Xuyên tâm. Flat thẳng mà. Chúng ta cứ tập này, cảm giác trước. Tập với cái tay trước. Tập với cái tay trước. Tập cái đường swing trước. Sau đó chúng ta lại quan tâm đến chân. Cái phát flat này nó sẽ tuân theo cái quy tắc của cạnh huyền của tam giác vuông. Để một cái video sau thì tôi sẽ nói cụ thể hơn. Em cứ đập làm sao cho nó bóng thẳng thẳng ấy, em bóng nổ là được. Đấy,
êm, nặng, nổ. Đó. Thế là được. Rồi chúng ta sẽ nâng dần lên. Nâng dần cái tầm cao của bóng lên. Nâng dần tầm cao. Nâng dần tầm cao, cũng kéo dài cầm vật ra. Chúng ta sẽ nâng, nâng dần. Nâng dần lên. Nâng dần lên. Còn bài phát bóng thì tôi đã nói từ ở cái video trước rồi. Chúng ta cứ đó, chúng ta sẽ nâng dần lên. Đấy là cách flat. Bây giờ tôi nói về slide này. Cách tập slide cũng tương tự. Chúng ta cũng cầm vợt ngắn thôi. Mới đầu này, chúng ta cũng chém bóng ở tầm thấp. Nó, cái quả slide rất hay, nó xuất phát chính từ cái quả cắt slide. Chỗ đây là slide phải. Để chúng ta là mới đầu này, chúng ta cứ chém này. Đấy, chém là chém như này. Rồi dùng chúng ta nâng dần lên. Nâng dần lên. Nâng dần lên, cứ điểm bao giờ mà chém. Nâng dần lên. Mới đầu là chúng ta chém ở dưới. 4 giờ, 5 giờ để cho bóng nó nổi lên đã. Rồi, xong dần dần rồi chúng ta nâng lên 3 giờ, nâng cao dần. Cao vật dần lên. Đấy, slide, đúng không? Rất đơn giản. Không gì là ghê gớm cả. Nào bây giờ đến top spin. Thì mới đầu chúng ta cũng thế. Top spin. Và tung này, tung bóng làm sao để mà chúng ta chạm được điểm bóng này vào vào điểm 6 giờ. Vậy thôi. Đó, chúng ta đứng này. Chúng ta cũng có thể ngồi, ngồi hoặc quỳ xuống thoải mái. Rồi chúng ta ngồi thấp như này để chúng ta tập top spin lên lên cũng được, không có gì cả. Đó. Chém vào. Ui không ngồi bao giờ, khó. Đó. Rồi. Quả kích cũng tương tự. Kích cũng tương tự. Mới đầu chúng ta cứ đừng có quan tâm đến thành quả gì, chúng ta cứ để tầm thấp thôi. À, sang nữa cũng được, không sang được. Mà sang nữa cũng được. Làm sao cứ tiếp bóng 7 giờ, lúc nãy là 6 giờ. Càng tiếp vào 6 giờ thì bóng nó càng còng cao. Thì nó sẽ sinh ra quả top spin thôi. Vậy trên đây là tôi vừa mới nói về cái bí quyết để cho anh em và cách tập làm sao cho nó dễ dàng. Đấy. Chân lý của chúng tôi là luôn luôn là làm sao để nó dễ dàng để phù hợp với lại tennis phong trào ở Việt Nam. Để chúc anh em là sẽ thành công. Nếu thấy hay thì anh em like, subscribe và comment cho chúng tôi để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ anh em. Cảm ơn tất cả anh em.